Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tô màu cho con này nha. Đây là một con cây ở trong Blend Zombie nha mọi người. Mọi người có thể thấy con này khá là khỏe nha. Con này nó xuất hiện trong phần 2. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người tô màu nha. Ăn thì ăn sao? Tôi không thích ăn bánh đấy. Blue meringue. Con này là một dạng kiểu phi tiêu ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ tô nha. Đầu tiên thì mình phải tô lá cho con này ở dưới này trước. Đó, tiếp theo là cái phần mặt nó nha mọi người. Và tiếp đến là mình sẽ lấy màu xanh nước biển để tô vào đây nha mọi người. Tiếp đến là mình sẽ lấy màu vàng để tô nhạt nhạt vào mấy cái phần này nha. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Xong rồi là mình sẽ lấy màu cam để tô vào cái miếng sọc ở trên con này nha. Đó, như thế này nha mọi người. Và mình sẽ chỉ ghim. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn mọi người tô màu nha. Mọi người hôm nay biết là mình hướng dẫn mọi người tô màu có thể gì không ạ? Mọi người đọc tiêu đề là biết nha. Vãi cái... Blend Zombie phần 2 nó không có trên App Store luôn mà. Ừ, mất rồi. Fake IP. Nhưng mà lười vãi, lại phải đổi hả? Đâu đổi ở đâu nhỉ? Đổi vùng à? Đâu? iCloud đổi làm đâu gì? Đăng nhập sẵn rồi mà. Nó chỉ là đổi vùng của mình thôi mà, đổi vùng thành nước khác là được mà. Thế để tải sinh tu về phải. Đâu? Ấn vào App Store. Đây à? Không, ấn nó hẳn của app. Đây. Đây em cẩn thận nha mày. Đây à? Cẩn thận nha mày. Có sao nó lạ lạ vậy? Thế nó khác nhau. Anh đừng nhìn bằng tiếng với mày với mở ra bằng này nữa. Tôi chịu. Nhưng với tổng bằng tiếng cứ tưởng là cái bằng tiếng giống kiểu cái game 2 chưa có tải chưa? Cơ giống kiểu bánh sắc.
Không, không có. Tôi đã tải đâu. Đây là bức tranh sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video. Nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Đây ngôn ngữ và vùng. Bây giờ phải chuyển vùng sang nước khác. Hoa Kỳ đúng không? Từ từ phải nhớ đã, không tí nữa lại ấn ngôn ngữ vào vùng Vương quốc Anh à. Có bên đấy là bên nước Mỹ mà. Ông thử search hộ tôi xem về lên zombie à, từ nước nào ấy. Không có chuyển vùng rồi mà không có. Bảo rồi phải chuyển thẳng. Đấy, chuyên gia tải game nước ngoài. Đâu, chuyển ở đâu? Vào cái iCloud xong rồi chuyển đổi vùng. Đây là của Đâu? tôi là có quốc gia và vùng luôn mà. Đâu? Của tôi tao phải Đâu? từ từ bắt Vào nút cái đã. cài đặt chung xong rồi chuyển vùng đúng không? Ừ. Ngôn ngữ vùng vừa chuyển rồi. Được. Thế là bán nước ấy nó không có cả cái đấy nó không còn app nữa. Thế thì chỉ có cái đấy nó không còn Quay app nữa thử xem thôi. nhé. Vào đây chưa được. Vãi cả Malaysia. Đây rồi đi chúng mày, giờ tao cân tất các app chỉnh ảnh nha. Nhơn. Đây hả? Tôi lấy zombie 2 đây hả? Ừ đúng rồi. Tôi thấy xong Hoa Kỳ. Hoa Kỳ á? Ở đây xin chào mọi người. À đây chính là bức tranh của mình sau khi mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc là mọi người có thể tham khảo theo nhiều ảnh khác nhé. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người những video sau. Bye bye.